Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả khán thính giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng như thường lệ, chúng ta vẫn phải đi vào phần tin tức thời sự ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Đức cho bắt giữ một công dân của Iran tình nghi làm mở một cuộc tấn công về hóa chất. Một người đàn ông 32 tuổi gốc Iran đã bị bắt giữ tại Đức vì tình nghi đang dự tính làm mở một cuộc tấn công bằng các hóa chất chết người. Theo tường trình của các viên chức đưa ra vào ngày hôm nay chủ nhật, cảnh sát và các công tố viên cho biết người đàn ông này và một người khác đã bị bắt giữ trong đêm ngày hôm qua ở tại Castro rosel được xem là nằm ở phía Bắc của Dortmund. À, trong đó thì trong bản statement được đưa ra chung thì người đàn ông này bị tình nghi là đã âm mưu mà mở các cuộc tấn công với động cơ là Hồi giáo cực đoan và trong đó ông ta bị cáo buộc là sẽ sử dụng một số những loại chất độc có tên là cyanide và ricin và trong đó thì một trong những nhân viên đặc biệt đã phải mặc những cái đồ chống hóa chất để mà dời tất cả những cái thiết bị ở trong ngôi nhà của người đàn ông này theo phát ngôn viên của văn phòng mà công tố viên cho biết, ngay sau đó thì họ đã kiếm được một số những cái loại chất độc đã được chứa ở trong ngôi nhà của ông ta. Đây được xem là một trong những cái vụ mới nhất liên quan tới tình hình của Đức và trong đó người đàn ông này bị bắt vì tình nghi là sử dụng cái hóa chất cho tất cả những cuộc tấn công bằng hóa chất chết người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Iraq đã cho mở cửa lại khu vực Green Zone để giảm đi tình trạng bị kẹt xe. Tin từ thủ đô Baghdad của Iraq cho biết chính quyền của Iraq đã cho tái mở lại tất cả các cái khu vực ở tại khu Green Zone vào ngày chủ nhật để giảm đi tình trạng mà kẹt xe ở thủ đô vốn đã bị đóng lại sau nhiều lần trong vài năm qua. Bản tin mới nhất cho biết trong vài giờ đầu của buổi sáng khi mà mở cửa thì các giới chức của Iraq đã cho dời tất cả những trạm kiểm soát và như ở những trục lộ chính cũng như là bắt đầu tiến hành việc gọi là tuần tra chặt chẽ ở khu vực phía tây của dòng sông gọi là Tigris River và các chiếc xe đã được cho thông qua một cách dễ dàng trong khi các chiếc xe truck vẫn bị cấm. Khu vực Green Zone được xem là khu vực mà có những cái tòa nhà hành chánh của chính quyền Iraq cùng với tòa đại sứ của Hoa Kỳ đã được mở ra cửa mỗi một ngày chỉ có 14 giờ từ 5 giờ sáng và theo tư lệnh của à, giới quân đội tại đây là Chasim Yaya đã nói với hãng thông tấn AP và trong cái à, cuộc nói chuyện này thì ông nói rằng tất cả khu vực green zone đều được mở cửa cho công chúng và khu vực này có khoảng 4 dặm vuông, à, hầu hết là có những cái palm tree tức là có những cái cây dừa à, được trồng đà, trồng dọc theo cái uh, khu vực này kể từ khi mà Hoa Kỳ bắt đầu lật đổ chế độ Saddam Hussein từ năm 2003 và nó được đã mở cửa được lần đầu tiên năm 2019 và sau đó đóng cửa lại thêm một lần nữa và cũng như làm đóng và mở trong nhiều lần và khu vực này được xem là mở ra để cho người dân có thể đi làm việc đúng giờ. Đó là lời phát biểu của một tư lệnh đặc trách về cảnh sát giao thông là Muhammad à, Mahmoud cho biết gì trên. Ông cho biết rằng việc mở ra một số khu vực này là theo lệnh của Thủ tướng Iraq là Muhammad Shia al-Sudani. Trong thời, thời gian vừa qua, thì lực lượng cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm của Iraq đã phải kiểm soát chặt chẽ khu vực này, vốn là khu vực có tòa đại sứ của Hoa Kỳ và các cái building hành chánh của chính quyền Iraq. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Iraq ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thủ tướng của palestine lên tiếng và cáo buộc phía iraq đã rút lại cái quyền di chuyển của ông à, đây là một cái biến chuyển mới nhất ở tình hình tại jerusalem tin từ jerusalem cho biết thì ngoại trưởng của philippines trong ngày chủ nhật cho rằng là phía uh, Do Thái đã cho rút lại tất cả những cái giấy phép di chuyển của ông một phần trong hàng loạt các cái chính sách cứng rắn mà phía chính quyền của Do Thái sẽ áp dụng và sẽ loan báo và đã loan báo trong vài ngày trước đây. Uh, Riyad Makin là ngoại trưởng của Palestine đã đưa ra một bản statement và nói rằng khi mà ông trở về khu vực gọi là Brazilian ở khu vực này mà ông nhận chức thì ông đã được thông báo là cái phía chính quyền của do thái đã cho xóa bỏ cái giấy phép của ông và cho cái giấy phép vốn cho những viên chức cao cấp của palestine có thể di chuyển dễ dàng hơn trong khu vực ở tây nhạc nơi mà do thái chiếm đóng theo từng theo trình cho biết và chính quyền do thái trong ngày thứ sáu đã chấp thuận một cái bước trừng phạt những người palestine để trả đủ việc mà họ thúc đẩy cái hệ thống tư pháp cao cấp của liên quốc là đưa ra quan điểm về việc đánh chiếm và chiếm đóng của do thái trên khu vực vùng tây ngạn quyết định này đã nhấn mạnh cái chính sách cứng rắn của chính quyền của ông Netanyahu trong các chính sách ở tại vùng Tây Ngạn, nơi mà ông Netanyahu cam kết là ông ta sẽ cho xây thêm các cái khu định cư người Do Thái tại phía đông Jerusalem được xem là nơi có cái sự đụng độ nóng bỏng giữa người Palestine và người do thái thì cảnh sát do thái cho biết họ đã phá vỡ được một cái cuộc gặp gỡ của các phụ huynh người Palestine và các uh, 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 trẻ trẻ em trong đó nói rằng đây là một cái cuộc họp mà không có đúng là phe cái tinh, tinh thần pháp lý của chính quyền Palestine và cảnh sát cho biết là họ sẽ đứng ở trên cái vai trò gọi là uh, uh, dựa trên cái uh, quyết định của Bộ trưởng An ninh Quốc gia và trong đó gần như là sẽ có một cái thái độ cứng rắn hơn. Phía Palestine đã lên tiếng và chỉ trích việc mà rút lại cái giấy phép di chuyển của ông Morki và nói rằng Do Thái cần phải có sự trừng phạt vì vi phạm về luật quốc tế. Trong khi đó thì các viên chức Do Thái đã không lên tiếng cho biết và hay xác nhận chuyện này. Trước đó thì chính quyền của ông Netanyahu cho biết trong cuộc gặp gỡ với nội các của ông ngày Chủ nhật sẽ áp đặt những cái chính sách cứng rắn hơn và mà ông gọi là đối phó với những thành phần cực đoan chống do thái ở tại liên hợp quốc đây được xem là một trong những cái hành động đầu tiên của do thái ngay sau khi mà phía của hội đồng bảo an liên hợp quốc đã bỏ phiếu để mà tìm cách điều tra và đưa quan điểm về tình trạng do thái đóng chiếm đóng một cách bất hợp pháp trên vùng tây ngạn đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay xin lỗi quý vị của trung đông ngày hôm nay cùng một lượt thì tại do thái hàng ngàn người đã biểu tình chống lại chính quyền của ông netanyahu hàng ngàn người do thái đã tràn xuống đường vào ngày chủ nhật và biểu tình cho rằng những dự tính của ông thủ tướng benjamin netanyahu là đe dọa cái mà họ gọi là dân chủ và tự do cuộc biểu tình này đã tụ tập ngay tại trung tâm của thành phố tel aviv và sau khi mà Nhóm gọi là cánh hữu đã lên nắm quyền và chính quyền này được xem là có một cái chính quyền tòa gồm những người cực hữu và cánh hữu trong vòng 74 năm qua kể từ khi mà họ lập quốc. Đây được xem là một cái chính quyền chống lại cá nhân của tôi. Một người biểu tình đã lên tiếng cho biết như trên và người này đã dơ cao ngọn cờ của Do Thái. Cuộc biểu tình này đã được tổ chức bởi thành phần cực tả và một số thành viên Ả Rập nằm trong nghị viện của Do Thái à, trong đó họ nói rằng họ e ngại cái chính quyền à, cánh hữu của ông à, Netanyahu sẽ tìm cách thay đổi hệ thống pháp lý và các cái, cái, hệ thống an sinh xã hội và nhóm biểu tình cực à, cực tả này à, đã lên tiếng chỉ trích à, một trong những bộ trưởng tư pháp của tên là jarif Levin người mà ngày thứ tư đã loan báo rằng chính quyền sẽ cam kết à, thay đổi cái hệ thống pháp lý cũng như là à, vốn để làm cho suy yếu cái à, tòa án và hệ thống tư pháp của phía Do Thái. Đây được xem là cuộc biểu tình do nhóm cực tả kích động để mà chống lại chính quyền cánh hữu của ông Netanyahu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Moscow đã chấm dứt cái chương trình gọi là ngưng bắn đơn phương và cam kết sẽ tăng cường cái áp lực tại Ukraine. Bản tin từ ở uh, Kiev cho biết là Nga đã bắt đầu uh, dội bom ở một số khu vực phía đông của Ukraine và ít nhất có hai người đã bị thiệt mạng trong tối ngày hôm qua. Các viên chức đã cho biết vào sáng hôm nay Chủ nhật sau khi Moscow đã chấm dứt một cái uh, lệnh ngưng bắn đơn phương từ phía họ 36 giờ đồng hồ với lý do là để ăn mừng ngày lễ Giáng sinh của người Orthodox. Ông Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã ra lệnh ngưng bắn để mà chúc mừng cho cái ngày lễ này và nó đã chấm dứt vào ngày thứ Bảy. Và lực lượng Ukraine đã bác bỏ lệnh ngưng bắn đơn phương này và cho rằng họ tiếp tục vẫn có những cái cuộc tấn công vào các vị trí của Nga. Và bản tin mới nhất cho biết ít nhất là một người đàn ông 50 tuổi đã bị thiệt mạng ở khu vực phía đông bắc của thành phố Kharkiv <laughs> và là kết quả của cuộc dội bom của Nga. <laughs> Trong khi đó, thì thống đốc của khu vực này là ông Oleksiy Hubov đã lên tiếng cho biết rằng là À, việc là cuộc đánh bom này đã khiến cho ít nhất cả hai người đã bị thiệt mạng ở phía đông của khu vực Donetsk. À, cả hãng thông tấn Reuters vẫn chưa lên tiếng xác nhận về cái tin từ phía Ukraine đưa ra. Hầu hết những người mà theo đạo chính thống giáo của Nga đã ăn mừng lễ Giáng sinh à, ngày, ngày 7 tây tháng 1 nơi mà đạo chính thống giáo Nga đã có được à, rất lâu năm và trong năm nay thì giáo hội chính thống giáo ở tại Ukraine được xem là lớn nhất của Ukraine đã cho phép chúc mừng vào ngày 25 tây tháng 12 tức là ngày Chúa giáng sinh theo truyền thống của Tây phương và trong đó các nhà quan sát cho thấy rằng là rất đầy đặn, rất đầy đặn nhiều người tới gia giáo hội và các cái nhà thờ trong khi đó thì Kremlin cho biết là Moscow sẽ bắt đầu có những cuộc tấn công áp lực mạnh hơn trong chiến dịch quân sự của họ ở tại phía đông của Ukraine. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất ngay sau khi mà ông Putin đã cho phép 36 giờ ngưng bắn để chúc mừng cho ngày lễ Giáng sinh của người theo đạo Orthodox, là tức là chính thống giáo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết sổ số Mega Million đã vượt quá 1 tỷ Mỹ Kim sau khi không có ai chúng. Bản tin mới nhất cho biết à, sổ số Mega Million Uh, Million đã có cái số lên tới hơn 1 tỷ Mỹ Kim sau khi mà không có một ai chúng sáu, sáu con số này cùng với con số gọi là Mega uh, ước lượng và sổ vào ngày uh, vừa qua là 940 triệu Mỹ Kim nhưng đã không có ai trúng và con số này sẽ lên tới 1.1 tỷ Mỹ Kim trong cái cuộc sổ kế tiếp vào ngày thứ ba và đây là lịch sử lớn thứ hàng thứ ba trong lịch sử của Hoa Kỳ của giải Mega Million và giải này đã sổ vào ngày thứ sáu vừa qua với các con số là 3, 20, 46, 59, 63 và con số Gold Megaball là 13 à, và họ nói rằng đã có liên tục 24 à, lần sổ và không có một người trúng à, trong vòng à, trên 2 tháng qua và điều này có nghĩa là đẩy con số lên tới hơn 1 tỷ Mỹ Kim và ước lượng cái... À, Giải số số này sẽ được nhận 29 năm và nếu rút tiền mặt một lần thì sẽ được nhận là khoảng 568.7 triệu Mỹ Kim. Mega Million đã vừa đạt được con số 1 tỷ Mỹ Kim thêm lần nữa và đặc biệt là con số này đã được sổ trong suốt cái mùa lễ holiday và ngày đầu năm. Đó là lời phát biểu của Pat McDonald được xem là một trong những giám đốc đặc trách về Mega Lottery ở tại tiểu bang Ohio đã cho biết như trên. Và như vậy những ai chưa mua vé số có thể mua trước ngày thứ ba để có thể hy vọng trúng được con số Mega Million, đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuối cùng thì ông tổng thống Joe Biden tuyên bố ông ta sẽ tuyên bố tái tranh cử trong vài tuần tới. Ông tổng thống Joe Biden sẽ cho biết là ông ta sẽ tái tuyên bố là tái tranh cử chức tổng thống trong năm 2024 vào tuần tới. Theo tờ The Hill cho biết hàng loạt những cái nguồn tin từ bên trong tòa bạch ốc cho biết là ông tổng thống này đang dự tính là sẽ tiếp tục cái nhiệm kỳ thứ hai của ông ta tại tòa bạch ốc và sẽ loan báo một cách chính thức trong vài tuần tới dường như là vào tháng 2 và sẽ phát biểu ở trên cái bài phát biểu take up the Union, tức là bài phát biểu trước quốc dân ông ta đã xuất hiện sẽ đưa ra cái lời thông báo chính thức này sau khi có nhiều cuộc thăm dò cho rằng là ông ta đã quá lớn tuổi và không còn thích hợp cho vai trò tổng thống trong nhiệm kỳ hai. À, cả hai tờ báo gọi là Vanity, uh, Vanity và tờ uh, Political cho biết là ông uh, Biden sẽ loan báo vào giữa tháng 2 trong đó thì ông ta đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong thời gian gần đây là ông ta có thể sẽ tái tranh cử một lần nữa. là cái lý do mà tôi sẽ đưa ra một cái uh, lời tuyên bố chả, uh, ra tranh cử hay không tranh cử tôi sẽ đưa ra và nó sẽ có hàng loạt những cái uh, thông báo tôi cần phải thông báo cho tất cả những cử tri biết và tôi chưa có một cái quyết định sau cùng đó là lời phát biểu của ông ta sau khi mà đảng dân chủ kiểm soát được quyền ở thượng viện sau cuộc bầu cử giữa mùa thì hiện nay là hạ viện nằm dưới tay của phía đảng cộng hòa ông joe biden cho biết rằng là ông ta sẽ có dự tính làm việc trong năm 2023 và trong đó thì gần như 70% người của dân Hoa Kỳ và 57% người của đảng Dân Chủ đều không mong muốn ông Joe Biden tái tranh cử lần thứ hai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những đối thủ tìm cách loại trừ ông Kevin McCarthy ra khỏi chức chủ tịch của Hạ Viện và nói rằng Kevin McCarthy sẽ làm được công việc tốt hơn bởi vì cuộc chơi và cái quy tắc của Hạ Viện đã được thay đổi một trong những nhà lập pháp đã phản đối ông Kevin McCarthy trở thành chủ tịch của hạ viện trong à, cho tới giờ phút này lên tiếng nói chuyện với đài truyền hình Newsmax là mặc dù ông phản đối nhưng ông tin rằng Kevin McCarthy sẽ làm đúng công việc và làm tốt công việc hơn bởi vì cái à, quy tắc của hạ viện đã được thay đổi Kevin sẽ làm một công việc tốt hơn và sau sau khi mà có những thay đổi về quy tắc ở sàn hạ viện dân biểu có tên là Daniel Webster ở tại Florida đã lên tiếng nói với đài truyền hình Newsmax trong tối ngày thứ sáu, tức là 2 giờ đồng hồ khi mà ông Kevin McCarthy đã giành được cái búa của chủ tịch Hạ viện sau 15 lần bỏ phiếu tại Hạ viện. Ông ta đồng ý rất nhiều việc và tôi nghĩ rằng ông ta sẽ là một ông chủ tịch Hạ viện tốt và ông Webster cho biết ông đã tìm cách ra tranh cửa chức chủ tịch khối đa số với lại ông Kevin McCarthy trước đây và cùng tương tự như trước đây và ông đã thấy bất ngờ khi mà chủ tịch hạ viện lúc đó là John Bonner đã phải từ chức đã từ chức và cuối cùng ông đã có cuộc tranh tranh cử này Tuy nhiên thì bây giờ ông nói rằng là tôi nghĩ kevin mccarthy sẽ làm công việc tốt hơn bởi vì à, quy tắc của hạ viện đã được à, thay đổi và trong đó giám sát chặt chẽ hơn quyền hành của người đứng đầu của quốc hội và trong đó chúng tôi sẽ có nhiều cái nghị trình để ngăn cản cái chính sách cực tả của joe biden cũng như là sẽ giảm bớt tình trạng nợ trần của quốc gia đây được xem là một trong những lời lên tiếng của một trong những nhân vật được xem là chống đối khá mạnh đối với lại ông kevin mccarthy cùng một lượt trong ngày hôm qua nay thì à, cựu tổng thống Donald Trump, chủ tịch khối đa thiểu số tại Hạ viện là McConnell cùng với lại cựu phó tổng thống Mike Pence đã chúc mừng cho ông Kevin McCarthy sau khi mà Kevin McCarthy chính thức trở thành tân chủ tịch của Hạ viện. Ông Kevin McCarthy đã chính thức trở thành chủ uh, chủ tịch của Hạ viện lần thứ 55 ở tại Hạ viện Hoa Kỳ sau 15 vòng bỏ phiếu và ngay sau đó thì một số những nhân vật gọi là cộng cán của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng chúc mừng chúc mừng cho kevin mccarthy và đảng cộng hòa tuyệt vời của chúng ta ông trump đã bỏ trên trang tru Social của ông và vai trò chủ tịch hạ viện này trong một cái tiến trình được xem là rất dân chủ và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái hành động tốt cho đất nước trong tương lai vì cựu tổng thống này vốn đã hỗ trợ cho kevin mccarthy ngay từ lúc đầu tiên và trong những cái giây phút được xem là căng thẳng nhất ông đã kêu gọi những nhân vật được xem là trung thành với ông ở tại Hạ viện là bỏ phiếu cho Kevin McCarthy. Kevin McCarthy sẽ làm một công việc rất tuyệt vời và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ quan sát đầy đủ. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, tức là Chủ tịch Khối thiểu số tại Thượng viện cũng đồng thời đã lên tiếng chúc mừng là chúc mừng cho tân Chủ tịch Hạ viện McCarthy và quyền đa số của hạ của đảng cộng hòa tại hạ viện và đảng cộng hòa tại thượng viện sẽ làm việc chung với tất cả những người ở Hạ Viện để kiểm tra tất cả và giám sát tất cả những hoạt động của đại gia chủ nhằm giám sát cái chính quyền đầy suy yếu này và chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu chống lại tất cả những cái lực lượng cực tả và chính sách cực tả để bảo vệ cho Hoa Kỳ. Đây là lời phát biểu của ông Mitch McConnell đã đưa ra. Cùng một lượt thì phó cựu phó tổng thống Mike Pence trong ngày 7 tây cũng đã tweet là Chúc mừng cho bạn của tôi, Chủ tịch của Hạ Viện Kevin McCarthy, Tôi biết Chủ tịch Kevin McCarthy sẽ làm việc với tinh thần rất minh bạch và trong sáng, với khả năng và với một cái cá tánh bảo vệ cho giá trị cũ. Cùng một lượt thì uh, Chủ tịch của Đảng Cộng Hòa trên toàn quốc là bà Ronald McDaniel cũng lên tiếng và nói rằng Pelosi đã bị uh, đuổi việc và chúng ta đã có một tân Chủ tịch mới. Chúc mừng cho tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và tân Chủ tịch của khối đa số. Chúng ta sẽ buộc chính quyền Joe Biden và Đảng Dân Chủ chịu trách nhiệm trước quốc dân. Cùng một lượt thì một số những người khác được xem là gọi là gạo cội của đảng hòa cũng đã lên tiếng để hỗ trợ và chúc mừng cho Kevin McCarthy, Tom Fiutin được xem là chủ tịch của một cái hệ thống giáo dục và, và và của bảo thủ có tên gọi là Traditional Watch cũng đã lên tiếng chúc mừng cho Kevin McCarthy và điều này cho thấy rằng là hầu hết tất cả các lãnh đạo và các nhân vật được xem là đứng đầu của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện lẫn Hạ viện và những nhân vật được xem là đứng đầu của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc đều đã đứng phía sau Kevin McCarthy và hy vọng ông ta sẽ làm việc một cách tốt hơn với cái quy tắc mới trên sàn Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay trong một vụ kiện thì ông Musk lên tiếng ông nói rằng ông sẽ không có một phiên xử công bằng tại California và ông mong muốn là phiên xử này sẽ dời qua Texas. Nhà tỷ phú Elon Musk lên tiếng thúc dục quan tòa liên bang là chuyển cái hồ, hồ sơ của các cổ đông kiện ông ở tại San Francisco qua Texas bởi vì ông không tin về cái sự gọi là đưa tin một cách tiêu cực của giới truyền thông ở địa phương và có ta một số những bồi thẩm đoàn có thể sẽ có những cái tinh thần thiên vị chống lại ông trong đó thì ở à, trong cái đơn nộp vào ngày thứ sáu hai tuần lễ trước khi mà phiên tòa được bắt đầu vào ngày 17 tây tháng 1, luật sư công quốc đã lên tiếng thúc giục là phải chuyển cái viên tòa liên bang này tới khu vực phía tây của texas nơi được xem là có cái thủ uh, thủ phủ austin và trong đó ông mết đã lên tiếng và nói rằng là cũng có cái uh, trụ sở của công ty Tesla của ông vốn đã lắp đặt tại đây từ năm 2021. Trong bí chuyển này thì ông à, luật sư của ông Musk cho rằng là phiên tòa nếu diễn ra tại San Francisco thì sẽ bất công cho ông bởi vì những bồi thẩm đoàn được chọn sẽ là những người cực tả và có khuynh hướng chính trị trong đó họ sẽ đưa ra những quyết định bất lợi cho ông và không có được công bằng cũng như là quan tòa tại đây cũng có thể sẽ đưa ra những quyết định bất lợi cho ông các uh, cái đơn kiện của các cổ đông này nhắm vào ông Musk trong cái tweet ngày uh, vào tháng 8 năm 2018 khi ông nói rằng là đã có những cái tình trạng thiếu hụt tài chính khi mà công ty Tesla bán với giá là 420 Mỹ kim một xe. Loan báo này được xem là đã khiến cho một số những nhà đầu tư uh, đã bị thiệt hại và những uh, cổ đông này đã không lên tiếng cho biết. Tuy nhiên thì ông Elon Musk cho biết rằng ông yêu cầu là phải có một cái phiên tòa công bằng hơn trong đơn kiện thì uh, Twitter đã là cho sa thải khoảng 1.000 uh, người ở xung quanh khu vực của San Francisco kể từ khi mà ông đã mua lại công ty này hồi tháng 10. Và chính điều này sẽ dẫn tới một cái thái độ thiên vị nhắm vào ông Musk và cho rằng ông đang gây tổn thương cho thành phố San Francisco. Và họ có thể sẽ có những cái thái độ thiên vị đặc biệt là những người được chọn làm bồi thẩm đoàn kể cả những người mà được xem là nằm trong hệ thống tư pháp ở tại San Francisco, ông ấy lên tiếng đã chỉ trích ông thị trưởng của San Francisco và một số viên chức ở tại địa phương à, sau khi mà ông đã à, để cái đơn và yêu cầu chuyển cái tòa xét xử ông qua phía tây của Texas. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, thời sự hàng đầu vẫn là tin mà Thủ tướng Nhật Bản ông Kishida sẽ nhấn mạnh vấn đề lo ngại về an ninh trong chuyến công du tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng Nhật Bản là ông Fumio Kishida sẽ bắt đầu một chuyến đi kéo dài một tuần lễ từ thứ hai để gia tăng các quan hệ quân sự với lại Âu Châu, Anh Quốc và trong đó tập trung vào mối quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ và của Nhật Bản trong hội nghị thượng đỉnh tại Washington. Ít nhất là phía Nhật Bản cho biết họ đã vượt qua được cái à, tinh thần ở trong nước và trong đó để cặp mắt tới sự bành trướng và đe dọa của Trung Quốc. Ông Kishida sẽ nói chuyện với ông Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ sáu và ông sẽ nhấn mạnh về việc mà ông sẽ qua bay qua năm quốc gia trong cái chuyến công du nước ngoài của ông gồm có Pháp, Ý, Anh, Canada và một một uh, trong những cái quốc gia được xem là nằm trong cái khối G7 mà Nhật Bản đã gia tăng cái uh, mối quan hệ quốc phòng của họ trong những năm gần đây và bước đầu tiên ông sẽ có mặt tại Paris vào ngày thứ hai. Ông Kishida cho biết trong hội nghị thượng đỉnh của ông và ông Joe Biden sẽ tập trung vào mối quan hệ đồng minh của nhật bản và của hoa kỳ và hai quốc gia cần phải làm việc gần gũi hơn dưới một cái chiến lược an ninh mới mà nhật bản vừa mới công bố Nhật Bản trong tháng 12 đã chấp nhận một cái việc cải tổ quốc phòng trong đó bao gồm luôn khả năng gọi là đối phó với các cuộc tấn công và cho bao gồm luôn cả việc mà tăng cường cái hệ thống phòng thủ tự vệ của Nhật Bản và Nhật Bản cho biết rằng họ sẽ khai triển tất cả những cái loại hỏa tiễn có thể ngăn chặn tất những cái cuộc tấn công từ bên ngoài và đặc biệt là từ Trung Quốc và từ Bắc Hàn. Ông Kishida cho biết ông giải thích với ông Truong về cái chiến lược mới, trong đó Nhật Bản sẽ tái lập lại cái chương trình quốc phòng của họ ở khu vực phía tây nam gần với đảo quốc Đài Loan, bao gần bao gồm luôn hai đảo gọi là Yonaguni và Ishigaki, nơi được xem là có những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trú đóng ở trên Okinawa. Đây được xem là một trong những cái chuyến đi quan trọng kéo dài một tuần lễ, bắt đầu từ ngày thứ hai, ông sẽ đáp chuyến máy bay chiều tới Paris và sau đó ngày thứ sáu ông sẽ gặp ông Joubin ở tại tòa bạch đấu và chuyến đi này nhấn mạnh những lo ngại an ninh của nước Nhật về tình trạng thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan và sự đe dọa từ phía của Bắc Hàn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay Trung Quốc đang tìm cách quay trở lại với dự tính là thay thế quyền lực của Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới sau khi khối Liên bang Xô Viết sụp đổ thì Hoa Kỳ đã chủ quan với Trung Quốc và Trung Quốc đã phản bội nước Nga. Và bây giờ quý vị nhìn thấy đó là một trong những cái sự đe dọa. Họ đang tìm cách vượt qua Hoa Kỳ để trở thành quốc gia quyền lực nhất thế giới. Đó là bản báo cáo của Michael Philbersbury, được xem là giám đốc đặc trách về chiến lược Trung Quốc của tổ chức à, chiến lược bảo thủ có tên là Houston Institute. Người đã lên tiếng và báo động về tình trạng mà Trung Quốc đang tìm cách lâm đe muốn qua mặt Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo thế giới lời cảnh báo này vốn đã được đưa ra từ lần đầu tiên năm 1969. Lúc đó thì uh, Fields đã có cái công việc đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc và trong đó ông phụ trách về nghiên cứu Trung Quốc ở trường Đại học Columbia và sau đó ông đã được uh, bổ nhiệm làm việc trong cái uh, cơ quan tình báo trung ương hoa kỳ là cia và gìn giữ tất cả những tài liệu liên quan tới cái nhìn của nga đối với trung quốc vài năm thì à, mối quan hệ của hai quốc gia cộng sản này đã có sự rạn nứt và trung quốc đã phản bội lại nga à, tức là liên bang xô viết trước đây và ông nói rằng trung quốc vẫn đang có một cái tham vọng trên toàn cầu là sẽ phát triển cái phong trào cộng sản sau khi mà khối liên bang xô viết sụp đổ và họ trở thành quốc gia cộng sản thống trị ở khối cộng sản trên thế giới và hiện nay họ đang có một cái chiến lược và họ vẫn muốn quay lại chiến lược này tìm cách thay thế vị trí của hoa kỳ trong cái chiến lược gọi là à, lãnh đạo thế giới và trong đó họ luôn sử dụng cái à, quyền lợi kinh tế để mà khuyến dụ các quốc gia cũng như là dùng cái quyền lực quân sự và tư thế của họ tại liên hợp quốc để uy hiếp những quốc gia nào mà được xem là khác biệt với họ đặc biệt là những quốc gia nhỏ những đảo quốc nhỏ ở khắp nơi trên thế giới đó là lời phát biểu và là cái lời nhận định của ông à, và ông nói rằng Trung Quốc đã có một cái tham vọng này từ lâu nay tuy nhiên thì à, Hoa Kỳ đã sai lầm khi mà chính thức ban giao với Trung Quốc từ năm 1979 và nghĩ rằng lôi Trung Quốc ra khỏi vòng tay của Cộng sản nhưng chính Hoa Kỳ đã tạo cho Trung Quốc có một cái tư thế đứng tốt hơn và khi mà khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ Trung Quốc đã bất ngờ trở thành lãnh đạo của khối Cộng sản trên thế giới và giờ đây họ còn muốn cái tham vọng lớn hơn là thành lãnh đạo cả toàn cầu đây được xem là lời nhận định mới nhất của một chuyên gia về Trung Quốc và ông đã chính thức đã trở thành chuyên gia sau khi mà ông đã làm việc ở trường Columbia University à, trong cái vai trò đặc trách về mối quan hệ của Trung Quốc với Nga năm 1969 và suốt hơn nửa thế kỷ nghiên cứu và à, phân tích về Trung Quốc và ông nhận định Bắc Kinh đang có những cái tham vọng đe dọa tới quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay cùng một lượt thì phía Hoa Kỳ và phía Nam Hàn cho biết họ sẽ cùng nhau hợp tác để phát triển các cái loại à, à, gọi là quyển chuyển về à, hàng không dân sự. Cơ quan hàng không dân sự của Hoa Kỳ là FAA trong ngày thứ bảy cho biết họ đã đồng ý là sẽ phối hợp với cơ quan hàng không dân sự của Nam Hàn gọi tắt là KOCA để có thể à, tạo ra một cái sự phát triển và điều hành những cái việc yếu chuyện gọi là quyển chuyển trong vấn đề hàng không của giữa hai quốc gia hai quốc gia đã ký chung một cái thông báo chung là trong đó chia sẻ những thông tin về các dự án liên quan tới hàng không, liên quan tới vũ trụ và cùng làm việc để bảo đảm giám sát sự an toàn trên các cái chuyến bay hàng không dân sự. Việc mà thành lập điều này là chúng tôi muốn giám sát chặt chẽ các cái chuyến bay hàng không dân sự và trong đó chúng tôi hy vọng rằng sẽ làm việc rất tốt trong vấn đề này và nhằm để bảo đảm cái đường hàng không một cách an toàn giữa lúc đang có những đe dọa từ bên ngoài. Đó là lời phát biểu của cơ quan FAA đưa ra. FAA cho biết họ đã có những cái hoạt động tương tự như vậy với lại phía Nhật Bản, Vương quốc Anh, Canada, Úc, Australia và New Zealand gọi chung là khối ngũ nhãn trong vấn đề chia sẻ tin tức tình báo. Nay thì phía của FAA cho biết họ sẽ mở cánh cửa này làm việc chung với phía của Nam Hàn. Nhằm có thể chia sẻ tất cả những tin tức tình báo và kể cả một số những cái thông tin liên quan tới vấn đề an toàn về hàng không quốc tế dân dụng và được xem đây là một trong những cái hợp tác mới nhất nhằm thúc đẩy Nam Hàn có thể có thêm những cái tin tức từ phía Bắc Hàn chia sẻ cho phía của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới á châu ngày hôm nay đài loan đã được mời tham gia vào một cái liên minh các nghị viện chống lại trung quốc trên toàn cầu bản tin mới nhất cho biết thì đảng dân chủ cấp tiến của đài loan và nhà nhà lập pháp của đảng này là phan jun loan báo vào ngày chủ nhật là đài loan đã chính thức được mời tham gia vào một cái liên minh nghị viện chống trung quốc gọi tắt là ipad đây là một cái liên minh mà các nghị viên trên toàn thế giới gồm có âu châu qua tới bắc mỹ À, đã cùng với úc đã phối hợp thành lập ra nhằm mục đích là đối phó với tham vọng của trung quốc và ông fan đã viết trên facebook xin lỗi bà fan đã viết trên facebook bà đã được yêu cầu làm đồng chủ tịch của phái đoàn của đài loan đặt trách cho cái cùng với một cái đảng đối lập của đài loan là đảng taiwan people party gọi tắt là tpp và nhà lập pháp có tên là chan Chi luôn và giải thích rằng ipad là những thành viên đang có những cái bản đồng thuận chung trong vấn đề gọi là đối phó với tầm đe dọa của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên các nghị viên của Đài Loan đã chính thức được mời gia nhập vào cái liên minh các nghị viên trên toàn thế giới nhằm đưa ra những chiến lược phân tích để đối phó với tham vọng bành trướng của cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một cái điều tích cực cho phía của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình trung quốc ngày hôm nay tình trạng sa thải hàng loạt đã dẫn tới các cuộc biểu tình tại thành phố trùng khánh ở trung quốc bản tin mới nhất cho biết nhiều cuộc biểu tình đã bùng nổ ở tại thành phố trùng khánh của trung quốc trong cuối tuần qua sau khi mà chính quyền của tập cận bình đã xóa bỏ cái chính sách zero covid và dẫn tới việc mà là sa thải hàng loạt ở tất cả các công ty về ngành dược trong ngày thứ bảy, hàng ngàn nhân viên làm việc cho GPO Incorporation, một công ty sản xuất về dược và các cái um, chiếc của Covid đã bị đã được thông báo là họ sẽ bị sa thải và không có một cái uh, báo trước nào, khiến cho nhiều nhân viên tại đây bất mãn và tràn xuống đường biểu tình để đòi hỏi lại cái quyền của họ và họ đã có số lượng lớn biểu tình ở tại khu vực ở thành phố Trùng Khánh các công nhân đã phá hủy một số tài sản của công ty bao gồm luôn cả một số dụng cụ trong công xưởng và bắt đầu có những cuộc đối đầu với cảnh sát khi mà cảnh sát và công an tới và họ đã có cuộc đối đầu gây gắt với lại phía lực lượng công an ở Trùng Khánh. Đây được xem là lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua đã có liên tục các cuộc biểu tình tại Trung Quốc à, để mà phản đối cái chính sách của Tập Cận Bình, Bình về Zero Covid và sau đó là cấm đốt pháo trên toàn cõi Trung Quốc trong cái ngày mà gọi là New Year À, tức là ngày à, lễ dương lịch và cuối cùng ngày hôm nay thì à, tại thành phố trùng khánh các người trung quốc đã xuống đường biểu tình Tình vì tình trạng sa thải hàng loạt của các công ty dược nằm tại thành phố trùng khánh đó là bản tin liên quan tới thời sự của cuối tuần ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.